Thường mấy chị cắt tóc khi nào? Em hồi đó mà mỗi lần giận chồng giận con một cái đi, trời đất ơi mắc ngơi gì có muốn đi cắt tóc. Hoặc có bà nào đang cười tẩm tẩm thấy giống mình không? Còn cái lý do thứ hai là em thấy người ta cắt quá đẹp mấy chị, là tự nhiên em khoái, em suy nghĩ hoài luôn, mà em sợ ráp cho cái đầu của em nó không có hợp. Nhưng mà cuối cùng cái lý do em đi cắt thì thường không phải hai cái lý do đó, mà là do tóc nó dài quá, nó nặng cái đầu chịu không nổi mấy chị ơi. Thiệt sự luôn nha, rất là nể những cái bà mà dưỡng được tóc dài mà nó dài tới đít mà nó bóng lưỡng nha mấy chị. Thấy tóc của mấy bà đó chỉ có một chữ thôi, mê. Đợt trước tóc em nó rụng nhiều lắm, cho nên là hơn một năm mấy em không có dám uống vũ nhuộm gì đâu. Với mà cái vụ tự cắt tóc này thì em cắt từ hồi còn nhỏ kìa mấy chị ơi. Em không được cái gì ngoại trừ cái vụ ẩu. Ông ngoại em hồi xưa ổng có câu gì nè, sau mặt thì lâu sau đầu mày than. Đó là do ông ngoại em chưa có cập nhật cái thời điểm mà Covid sau này. Giờ là em trưởng thành rồi mấy chị, em điềm đạm rồi nên em cắt ngang hả. Chứ cái thời mà bảo thi đó mấy chị, lúc đó em có mười mấy tuổi. Cái kiểu tóc mà một nửa ngắn một nửa dài, mấy bà biết cái kiểu đó không? Trời đất ơi, cái kiểu đó hồi xưa đình đám nha. Em lấy cái kéo một mình em đảng cái đầu em, trời đất ơi cũng y chang không khác nha mấy chị. Tao nói mấy cái bà thợ cắt tóc thấy em là chỉ có nước khóc thét mà thôi. Tao nói cắt xong cái đầu nó nhẹ liền luôn mấy bà. Mấy bà nào mà mê tóc thấy cắt gì cũng hơi tiếc ha, nhưng mà mấy chị yên tâm đi, chừng tháng hai tháng sau là nó dài nữa ha mấy chị. Công nhận là cái dầu gội này bên em nó giúp tóc mau dài thiệt mấy bà. Công dụng chính của nó là ngăn rụng tóc với kích mọc tóc thôi à. Mà không ngờ nó cũng giúp cho tóc mau dài thiệt ghê luôn á. Hồi em cắt là đầu tháng 4 mấy chị, mà đâu đó đầu tháng 6 là tóc nó dài nữa rồi nè. Cái đoạn này là em quay hồi 1 tháng 6 đó nha. Gội xong á thì mình xịt thêm xịt bưởi để mà nó ngăn rụng tóc với nó kích mọc tóc hiệu quả hơn. Cái này là dạng dầu gội từ thiên nhiên cho nên nó không có silicon. Bởi vậy mấy bà gội xong cảm giác tóc nó hơi rít rít nha. Nhưng mà chỉ cần sấy khô là nó sẽ mềm, nó mượt mà nó bóng lắm. Chuyển cảnh cái vèo qua bên đây là mấy bà hiểu vấn đề chưa? Tóc nó dài nữa mấy chị ơi, nó nặng cái đầu nó nực nữa. Hồi đó giờ chắc mấy chị thường thấy em búi không phong, em ít có khi xả lắm tại em ghét cái sự nực nội dữ lắm mấy chị ơi. Búi là chân lý cuộc đời em đó. Mà cũng lạ ha, cũng là búi mà ở nhà sao giờ mình thấy chán quá à? Mà bước vô cái tiệm tóc một cái tự nhiên mình thấy mình đẹp gái ngang không? Không lẽ lỡ vô rồi mà nói với anh chị chủ nó thôi giờ em thấy em đẹp quá thôi em về mấy anh chị nha. Mới sáng sớm bước vô cái tiệm người ta mà chơi cái ngữ đó là dễ ăn dép chứ lắm. Nói chứ bữa nay em đi uống mấy chị ơi, trời ơi thấy nhiều bà uống happy đẹp quá à, cho nên em quyết định sẽ đi uống. Mới chè có cái mẫu ra là hai anh chị thợ khuyên mẻ răng luôn, cái kiểu này là cưng phải siêng nha, dưỡng lắm nha cưng, chứ không nó xù dữ lắm á, không ấy suy nghĩ thêm chút đỉnh nữa đi. Trời ơi chết bà tèn ơi, chết bà tèn. Trời ơi cái vụ dỗi nó không có mệt, cái vụ mà nằm này nha. Bà có thể cho em ngồi được không? Được chứ. Cho tôi ngồi đi bà tèn ơi, trời ơi một hồi chết bà tèn. Ở đây wow, căng quá, làm đẹp kiểu này căng quá. Đẹp hay không mà thấy cái đoạn này nó cũng căng căng mọi người ơi. Thấy cũng hơi rầu rầu rồi đó. Trời đất ơi, em luôn dạy con trai em là phải kiên định với lập trường của bản thân. Bởi vậy cho nên em cũng quyết định là không có thay đổi ý kiến mấy chị. Quyết định làm cho được cho đến khi tới cái đoạn này là em cũng hơi oai oải rồi. Quấn cái này xong mình nằm xuống nó cấn vô cái da đầu đó mấy bà. Trời đất ơi, nó đeo. Mà cũng hên là hai anh chị chủ này dễ thương dữ lắm. Sau một hồi thuyết phục thì anh chị cũng không thể nào ngăn cản được cái quyết tâm của em đó. Bởi vậy thì anh chị phải làm thôi. Ta nói cái hồi quấn thì cũng hết thanh xuân, mà cái hồi xả ra thì thanh xuân cũng không còn miếng nào ráo. Thiệt ra là ban đầu không có định làm cái kiểu này đâu, mà thấy cái kiểu tóc tomboy Hàn Quốc á, có cái bạn gì mà Hà My đó, trời ơi mê cái bà đó rồi phái cái tóc đu hóa trời, định là sẽ đi cắt giống như bà gì đó mấy chị. Nhưng mà biết sao không, tóc mình đang dài mà cắt ngắn cái mình uổng, cho nên em tính là sẽ làm đủ kiểu với cái tóc này của em, xong rồi sau đó là em chán rồi em sẽ đi cắt. Quá trời là thương cái bà chị này đi, bà sợ em làm biếng đó, bà tặng luôn cái chai mà dưỡng tóc này, bà nói cưng nhớ phải dưỡng nha, chứ nó không nó khô là nó xù dữ lắm nha mày. Em làm tóc cái chỗ anh chị này là từ hồi đó tới bây giờ rồi, mấy bà thấy cái hình đại diện em không, là tóc ngắn là hồi đó em cắt ở đây đó mấy chị. Mà lâu lâu em mới ra đây làm một lần, tại vì em cũng không có thời gian, mà được cái ổng bà không được gì ngoài cái chữ dễ thương. Thiệt chứ không nên cãi thầy cãi thợ một chút xíu nào. Bây giờ thì em cũng đang bới mấy chị ơi, tại vì em lười quá trời đất lười luôn. Chắc là sẽ phải ghé anh chị một ngày gần đây để mà đổi cái kiểu khác. Lời khuyên chân thành của em là chị nào đang dưỡng tóc thì đừng có làm cái kiểu này. Trời ơi nó rụng dữ lắm mấy chị nha. Trên đời chắc không có đứa nào khùng như em vậy chứ ai mà nó
nói mình khùng cái giải đình đạch đình đạch liền à. Sợ cắt tóc ngắn uổng đó mấy bà, bởi vậy mới ngựa ngựa đi làm kiểu này mà ai nhà về nó rụng còn rối loạn tiền đình hơn nữa. Rồi cuối cùng tưởng sao cũng bới một cục luôn, tại vì nực quá đâu có chịu nổi. Qua bán dầu gội ngăn rụng tóc kích mọc tóc đồ. Nói chứ mấy người mà làm đồ ăn cho cá là người ta có lối đi riêng mấy bà hiểu không. Em mà không phải ngựa đâu mà em đang cố tình đó để mà trải nghiệm cái dầu gội bên em coi cái chất lượng như thế nào để còn tư vấn với mấy chị nữa. Yên tâm đi, em dưỡng lại mấy hồi. Rồi vậy nghe, có ai dự định làm thì suy nghĩ cho kỹ nghe không.